Vâng, xin chào mừng cô chú các bạn đang theo dõi trên kênh Loa Hay TV. Những hình ảnh và cảnh quay trước mắt cô chú các bạn là mình thực hiện tại thành phố cảng Yokohama thuộc Nhật Bản. Trong clip này mình quay tại một cái siêu thị nằm tại thủ đô Tokyo. Thì đây giờ rất là nhiều cái dòng âm ly và loa đài nhé. Dòng cao cấp, bình dân, trung cấp thì mình sẽ quay cận cảnh chi tiết. Sau đó báo giá về tận Việt Nam để cô chú bạn có thể tham khảo và lựa chọn những cái dòng sản phẩm cực kỳ chất lượng đang được bày bán tại siêu thị Nhật Bản, hàng xài lướt. Thì trước mắt cô chú các bạn, đây là một chiếc âm ly Denon PMA-1600NE. Một trong những dòng âm ly mà anh em tại Việt Nam, rất là nhiều anh em dặn mình săn tìm. Đó, thì hôm nay gặp được một chiếc, quay cho cô chú các bạn. Con này được sản xuất năm 2018. Trong tình trạng đẹp từ trước và sau, đẹp từ trong ra ngoài. PMA-1600NE. Con này rất là nặng luôn, công suất cực kỳ khủng. Giá chiếc này về tận Việt Nam là 25 triệu tiền Việt Nam, hàng đi bay, bao ship tận nhà anh chị em nhé. Bao ship toàn quốc luôn. Anh em thấy hiện tại Nhật nó bán 93.3500. Giá chiếc này về tận Việt Nam là 25 triệu tiền Việt Nam, bao ship tận nhà, hàng đi máy bay. Anh chị em quan tâm thì chụp ảnh lại màn hình, sau đó gửi qua số Zalo đang hiển thị trên màn hình cô chú, anh chị và các bạn. Tất cả những sản phẩm quay tại Nhật Bản thì mình đã cố gắng để báo giá trực tiếp về Việt Nam, nên anh chị em xem được sớm cái video này thì cũng tiện để mua sắm, đỡ phải mất công hỏi. Đấy, đây là đèn đông này, con 1600NE, thông số kỹ thuật của nó này, số series này. Đấy. Mình đã cố gắng quay chi tiết và đầy đủ. Con này thì nguyên xăng choang nhé, điện 100V. Sản xuất tại Nhật thì đương nhiên rồi. Giá về tận Việt Nam, giao hàng miễn phí từ Móng Cái đến Cà Mau, 25 triệu tiền Việt Nam, bao ship tận sân. Đây, con này đóng chữ Made in Japan, nó tận dưới đáy này, dưới cuối này. Dán tận cuối này. 25 triệu tiền Việt Nam là bao ship tận sân nhá. Hàng đi bay khoảng 2 tuần anh chị em sẽ nhận được hàng. Anh chị em là lần đầu tiên xem được cái video trên Loa Hay TV thì hãy tranh thủ bấm đăng ký để không bị bỏ lỡ các video kế tiếp. Hàng ngày hàng tuần thì mình lang thang tại các trung tâm thương mại này, săn tìm hàng bán lại cho các bãi. Đấy, thì bên cạnh đấy rất là nhiều cái hàng lướt siêu đẹp và siêu chất lượng thì quay và báo giá tận về Việt Nam cho cô chú anh chị và các bạn. Đấy, kế tiếp đây là một con Lachman cổ, con SQ38F, hiện tại đang bày bán tại Nhật với giá khoảng gần 40 triệu. Gần 40 triệu hàng cổ. Con này trong tình trạng bán giá này là quá cao nên rất ít anh chị em có thể mua được. Đấy, con này là con cũng SQ, con là con CL35. 25 mã, con này thì bán tại Nhật với giá khoảng gần 30 triệu. Giá cũng cực kỳ cao luôn, bởi vì là hàng nguyên gốc mà, hàng nguyên sơ. Nên là Nhật Bản nó bán rất là cao lắm. Hàng chưa đụng chạm, chưa sửa chữa bao giờ nó cũng bán rất là cao. Nó chỉ bán rẻ những hàng hư nhé, hàng đã bị chết rồi. Đấy, thì trước mắt cô chú các bạn, đây là một con hàng cực kỳ độc lạ. Khả năng con này là con hàng độ anh chị em ạ. Con này là con hàng độ rồi. Đấy. Con Tango độ. Lát nữa mình sẽ để xuống dưới nhé. Để xuống dưới sàn để mình xem là cái thông số kỹ thuật của nó ở đâu. Nếu mà không thấy thông số kỹ thuật ở đâu thì tất có thể con này là con hàng độ. Trông rất là đẹp luôn. Rất là đẹp và khủng luôn. Chưa biết nó là bao nhiêu kg nên là mình không thể báo giá về tận Việt Nam rồi nhé. Nhưng những con này thì mình báo giá được này. Đấy, con Denon PMA-2000AE. Hiện tại đang bày bán tại Nhật với giá 88.000. Giá con này về tận Việt Nam cũng 25 triệu tiền Việt Nam, bao ship tận sân. Con này thì nó lại nặng hơn con kia. Giá tại Nhật nó rẻ hơn con kia nhưng mà giá về Việt Nam lại bằng con kia tại vì nó nặng anh chị em. Về tận Việt Nam là 25 triệu tiền Việt Nam, bao ship tận sân, hàng đi bay. Còn anh chị em nào thích đi hàng biển thì chuyển biển luôn. Biến thì anh em chuyển tiền trước nhé. Còn hàng bay thì anh chị em có thể cọc một nửa được, nhận hàng thanh toán nốt cho nhân viên giao hàng. Đấy, thì anh em chờ cho mình lát nhé, mình để xuống dưới để tiếp tục quay cho cô chú bạn cùng xem phía trước phía sau của nó.
bởi vì đây là những dòng âm ly quá nặng. À, thì trước mắt cô chú các bạn, đây là một chiếc âm ly mà vừa nãy mình quay trên cao, bây giờ mình để xuống dưới thấp thì anh em có thể thấy đây là con Tango RS 4000 X2 nhân 2. Đấy, nguyên trạng của nó bây giờ chỉ có dây cáp nguồn thôi. Con này thì rất khủng luôn nhá. Chiều cao, chiều ngang của nó khoảng 50 cm, một chiều 50 và một chiều khoảng 40. Chiều 50, chiều 40. Trên đây có một đĩa, một thanh nhôm để tản nhiệt này. Dưới đây hai cục nguồn và bốn cục tụng. Đấy, Tango nhân 2 X2, con này khả năng hàng độ anh chị em nhé. Anh nào, anh chị em nào quan tâm đến con này thì có thể chụp ảnh lại màn hình nhé, để mình xem lại số kg nặng bao nhiêu, mình sẽ báo về tận sân cho cô chú như các bạn. Anh em có thể thấy là bốn con tụ to như bốn lon bia nằm ở đây này. Đấy. Đây là thanh lưới tản nhiệt này, rất đẹp luôn, rất bề thế luôn. Hiện tại thì mình không thấy tem mác đâu cả anh chị em nhé, không thấy tem mác đâu cả. Đây, dây đây, dây cắm này, nguồn này, điện 100 này, hai đường ra này. Đấy, còn đây là hai đường vào. Rất đơn giản và gọn nhẹ. Con này đúng con hàng độ anh chị em. Anh chị em quan tâm đến con độc lạ thì nhắn tin qua số Zalo đang hiển thị trên màn hình cô chú anh chị các bạn. Mình sẽ báo giá về tận Việt Nam, về tận sân cho cô chú bạn đấy. Thì kế tiếp đây là vừa lấy quay trên cao, thì đây là một con đàn ông 2000 AE trong tình trạng xuất sắc hoàn hảo. Đấy, giá chiếc này vừa lấy mình đã báo rồi nhé, tại vì bây giờ nó đang bọc ly lông túi bóng là không thể bóc tách ra được, để cho anh em số xem số series. Nhưng số series đã được hiển thị trên phía tem đằng trước. Đấy, thì giá con này về tận Việt Nam là 25 triệu tiền Việt Nam, bao ship tận sân. Anh chị em quan tâm thì chụp ảnh lại màn hình, sau đó gửi qua số Zalo đang hiển thị trên màn hình cô chú anh chị và các bạn. Chiều thị này thì rất là nhiều hàng khủng và đẹp, thì mình chọn những con đẹp nhất để báo giá cho cô chú bạn. Những người yêu thích audio nhất tại Việt Nam có thể sở hữu 25 triệu tiền Việt Nam, một hoa hậu Nhật Bản. Đấy, thì bây giờ anh em chờ trong giây lát nhé, mình đưa anh em về cái bãi đồ cũ tại Nhật Bản này, mình tiếp tục quay và báo giá cho cô chú bạn những dòng sản phẩm tại bãi đồ cũ ở thành phố cảng Yokohama. Thì ngay bây giờ anh chị em chờ trong giây lát, mình sẽ di chuyển, sau đó thì về bãi đồ cũ mình sẽ xuống hàng, sau đó thì tiếp tục quay cho cô chú bạn những dòng sản phẩm tại bãi đồ cũ. Anh chị em chờ trong giây lát. Vâng, để kết tiếp cái video này thì xin kính mời cô chú bạn cùng trở lại màn hình. Đây là một cái bãi đồ cũ tại thành phố cảng Yokohama. Thì hôm nay mình đi lấy hàng xong về xuống bãi. Xuống bãi thì tiếp tục những cái hàng đồng nôm, sắt vụn, phế liệu thì mình cũng bán lại cho bãi luôn. Xuống bãi đếm tiền rất nhanh chóng, đơn giản và gọn nhẹ. Sau đó thì những hàng tuyến thì mình tiếp tục mang về căn phòng của mình. Tiếp tục quay và báo giá cho cô chú bạn những dòng sản phẩm tuyển chọn tại các trung tâm thương mại đồ cũ. Đấy, thì anh em có thể thấy đây là một buổi đi làm về và xuống hàng nhé. Xuống hàng rất là nhiều các dòng sản phẩm, anh em có thể quan sát. Điều hòa, máy giặt, tủ lạnh, máy lọc không khí, máy tính, laptop, tivi, đài radio, loa âm ly các loại. Đây là những dòng hàng vừa về xong thì các anh ấy đang xuống sau đó thì cân đo đong đếm, đếm tiền luôn. Rất đơn giản, giống kiểu như làm đồng nát ở Việt Nam anh chị em. Làm đồng nát, đồng nhôm, phế liệu. Phân loại ra loa, máy tính ra máy tính và âm ly ra một chỗ. Sau đó thì số thì cứ thế số là bán thôi. Bán theo số hiệu, số đời. Có những cái thì bán theo kg. Đồng nhôm, sắt vụn, phế liệu bán theo kg, giống Việt Nam thôi. Đấy, mà hàng này thì đâu đó thì được các bãi lựa chọn phân tách ra, sau đó đóng container đi về Campuchia, về Tam Giác Vàng. Về Campuchia sau đó đi tất cả các tỉnh thành trong cả nước, nhất là sang Việt Nam, Campuchia, Lào, Thái Lan. Hàng bãi của Nhật mà, người ta dùng bao nhiêu năm người ta bỏ đi rồi, về những các nước thứ ba vẫn phục chế lại, sau đó thì dùng vẫn được, nói chung là vẫn được, xài vẫn ok.
Có một cái ưu điểm là giá cực kỳ rẻ anh chị em nhé, giá cực kỳ rẻ, giá cực kỳ tốt, anh em nào cũng có thể chơi được. Cặp loa 2-3 triệu, chiếc âm ly 4-5 triệu, thì cặp loa hơn chục triệu có hết về Việt Nam. Đây trước mắt của chúng bạn đây là một cặp Sanoi Eden. Cặp Sanoi hàng bãi trong tình trạng nói chung là giờ chỉ còn sống rồi. Về phải làm lại hết. Loa này khẳng định cho anh em là loa còn sống thôi, chứ còn màng với nị rốn bục hết này. Thành vách cũng nát thơm hết rồi. Về phải làm lại 100%. Làm lại từ đầu đến cuối thì mới bán được nhé. Hàng về Campuchia nó như vậy anh chị em. Hàng bãi mà không thể tránh khỏi là còn những hàng tuyển chọn tại siêu thị thì nó khác. Tuyển chọn tại siêu thị thì lúc vừa nãy mình qua cho chị em ấy, những cái dòng âm ly cao cấp tuyển chọn tại siêu thị Nhật Bản ấy, đấy là những dòng tuyển chọn nó đẹp và giá tại Nhật nó bán rất là cao. Như đây là còn một con máy giặt này, máy giặt cực kỳ đẹp luôn, cực kỳ to luôn, máy giặt khủng, máy giặt hơn chục kg. Đấy, một ngày làm việc, một buổi chiều rất là sôi động tại các bãi đồ cũ tại Nhật Bản. Anh chị em nào lần đầu tiên xem được cái video này thì hãy bấm cho mình một đăng ký, một like để không bị bỏ lỡ các video kế tiếp. Đấy, còn đây là trong cái controller để phân loại loa và máy photocopy. Và trong đấy nó tối quá thì mình xin quay ra nhé. Bãi này chắc hôm qua mới đóng container xong nhưng hôm nay rất là ít hàng luôn. Đấy, rất là nhiều luôn, thượng vàng hạ cám, vô cùng nhiều những dòng sản phẩm. Anh chị em nào quanh quanh khu vực này thì đến đây lựa chọn nhé. Rất là nhiều các hàng bãi, rất là nhiều khi vớ được món hàng rất hay. Đấy, đây là những cặp loa này, những cặp loa và những bộ dàn chất cao như núi luôn, để rất là lâu rồi. Chắc là chủ chưa có nhiều thời gian để bận rộn để có thể đóng container về. Nhiều khi nó dính cả mưa cả nắng nữa, quá phiền luôn, quá tiếc luôn. Đấy, hàng bãi đấy, nên là bãi đồ cũ nằm tại thành phố cảng Yokohama, Nhật Bản nha anh chị em nhé. Những hình ảnh và cảnh quay mới nhất thực hiện vào ngày hôm nay, Chủ nhật, ngày... Đấy, rất là nhiều các dòng sản phẩm, nên anh chị em quan sát rất là nhiều những dây điện, đàn, guitar. Cái này thì bữa hôm trước mình đã quay cho cô chú các bạn những cái gì, tất cả những cái dòng sản phẩm ở đây quay và báo giá rất là nhiều rồi. Hôm nay thì bãi hôm qua mới đóng container xong nhưng hôm nay hàng hóa có thể vơi đi rất nhiều. Ở đây thì một tuần đóng container một lần anh chị em nhé, gồm rất cả các nhiều hàng. Loa máy thiết bị âm thanh, tạp phê lù, về Việt Nam, về Campuchia sau đó đi tất cả các ngã đường. À, đây là dòng âm ly này, dòng âm ly xem phim này, nghe nhạc, dòng âm ly xem nghe nhạc. Linh kiện máy tính, thiết bị loa sân khấu. Rất là nhiều luôn. Đấy. Mình tìm nào về xuống xe đây mình cũng xuống đây xong là bốc những hàng bãi xuống là đếm tiền, không còn những hàng tuyến thì mình lấy về mình kho mình review quay tiếp cho cô chú các bạn. Đây ở dưới đây có một cặp loa, có một bộ dàn này, bộ dàn Sony 919 này. Bộ dàn Sony 919 này anh em về phải sửa nhá. Hàng này chắc là loa thì vẫn còn ngon, loa thì khả năng vẫn còn zin nhưng mà hệ thống cơ ở bên trong chắc phải làm lại. Đứt dây Cura hoặc là thay đổi một số cầu chì các thứ. Sony 919 còn tương đối đẹp ấy, anh chị em quan tâm thì chụp ảnh lại màn hình mình gửi tàu biến về cho nó rẻ nhá. Gửi tàu biến về. Nhưng mà về là anh em phải sửa nhá, hàng bãi này mà không phải hàng zin đâu. Về phải thuê thợ sửa lại. Đấy thì bây giờ mình ra xe cho mình quay tiếp cho cô chú bạn những dòng nồi cơm điện, tại vì hôm mấy là có anh xem trên kênh thì bảo là tại sao nồi cơm điện lại bán cái thì 5 triệu. Có hôm thì lại bán 5 triệu, có hôm thì lại bán 6 triệu, có hôm thì lại bán 6 triệu rưỡi. Thì cái clip này mình xin giải đáp cho một số anh chị em có những thắc mắc như vậy nhé. Đây thì bây giờ mình sẽ quay cận cảnh chi tiết cho anh chị em xem. Đồng thời mình giải đáp một số thắc mắc cho anh chị em tại sao lại cái 5 triệu, cái 5 triệu, cái 6 triệu, cái 6 triệu rưỡi. Đấy, thì trước mắt của chúng bạn đây là những cái dòng nồi cơm khui hộp tại Nhật Bản nhé. Mình mua khui hộp tại Nhật Bản.
hàng chưa qua sử dụng. Đó, thì đây là một chiếc nồi cơm con voi này, anh em quan sát kỹ nhé. Để nồi cơm con voi 1.8L, đây nồi cơm con voi 1.8L này, hiệu con voi nhá, hiệu con voi 1.8L. Đấy, thì cái nồi này đang bán về Việt Nam giao hàng tận sân là 6.500.000 đồng, là 6.500.000 đồng nhá. Là nồi con voi 1.8L có thể sử dụng gia đình 5-6 người, cắm điện 100V. Thì bữa trước mình đã bóc con này rồi. Đấy, thì hôm nay xin phép anh chị em là không bóc nữa, mình sẽ bóc tiếp một con 6 triệu và một con 5 triệu cho anh chị em xem. Đấy, thì con này là con 6 triệu nhá, 6 triệu là dòng Tiger, cũng 1.8L nha anh chị em nhá. Đây cũng 1.8L này. Đấy, thì bây giờ mình bóc cho anh chị em xem. Nồi con voi thì nó đắt hơn con này 500.000, nên anh chị em nào xem thì cũng hiểu là nhiều lúc mình bán 6 triệu với lại nhiều lúc mình bán 5.5 triệu, nhiều lúc bán 6.5 triệu, đó là như vậy. Đó, chiếc này đấy thì là nồi Tiger, hàng khui hộp anh chị em nhé, 1.8L, sử dụng cho gia đình tầm 5-6 người, hàng khui hộp mới nhất, sản xuất năm 2023, anh chị em quan sát này. Đấy, made in Japan nhé, điện 100V, điện 100-110V, sản xuất năm 2023, dung tích là 1.8L. Đấy, dùng cho 5 gia đình, 5-6 người, 4 người lớn hoặc 2 trẻ em. Rất là phù hợp với gia đình nhiều thế hệ tại Việt Nam. Giá chiếc này về tận Việt Nam là 6 triệu bao ship tận sân. Hàng đi máy bay, giao hàng miễn phí từ Móng Cái đến Cà Mau. Anh chị em nào quan tâm thì chụp ảnh lại màn hình, sau đó gửi qua số Zalo đang hiển thị trên màn hình cô chú anh chị các bạn. 6 triệu là bao ship tận sân nhá, hàng đi máy bay ạ. Cách mua hàng rất đơn giản thôi. Anh chị em chuyển khoản tại Việt Nam, sau đó mình gửi hàng về tận sân, chuyển khoản cọc trước 1-2 triệu đều được. Đấy, thì kế tiếp nhá, xin giới thiệu cho cô chú bạn là tại sao lại bán 5 triệu. Thì đây là một chiếc nồi 5 triệu cũng của hãng Tiger. Nồi 5 triệu này với dung tích là 1L. Đây, của hãng Tiger nhá, dung tích 1L, hàng khui hộp chưa sử dụng. Dung tích 1L, sản xuất tại Nhật Bản. Chiếc này thì phù hợp cho gia đình từ 3-4 người sử dụng. Điện thì cũng 100V, màu nâu cà phê, vô cùng sang và sạch. Đấy, chiếc này thì cũng được sản xuất tại Nhật Bản vào năm 2023. Công nghệ cao tần mới nhất. 1L nhá anh chị em nhá. Giá về tận Việt Nam là 5 triệu bao ship tận sân. Đấy, thì cái video này đã giải đáp những thắc mắc của một số anh chị em, nói là tại sao có lúc bán 5 triệu, lúc bán 6 triệu, lúc bán 6 triệu rưỡi. Thì hôm nay mình gồm 3 vật chứng để quay cho cô chú các bạn lại một lần nữa. 5 triệu, 6 triệu và 6 triệu rưỡi. Anh chị em quan tâm đến sản phẩm nào thì chụp ảnh lại màn hình, sau đó gửi qua số Zalo đang hiển thị trên màn hình cô chú anh chị các bạn. Mình thì rất thích làm cái dòng hàng tuyển chọn này. Lời lãi nó chẳng được bao nhiêu mà anh em nhận hàng thấy sướng là mình cũng vui. Về dùng hàng bao nhiêu năm sau hàng nó vẫn đẹp, zin, nguyên. Nên là rất ít khi mình sử dụng là mình chào hàng bãi. Làm đấy, anh chị em quan sát đây, nó là một con Amly Đàn Ông 2000 này, Series 4 này, hàng tuyển tại siêu thị Nhật Bản. Thì bữa hẹn anh em bữa sau nhé. Bữa sau thì mình về phòng và mình review và quay tiếp báo giá về tận sân cho cô chú các bạn. Vì cái thời lượng của chương trình nó cũng có hạn nên là anh chị em hết sức thông cảm. Thì clip hôm nay mình xin tạm dừng tại đây nhé. Kính chúc cô chú bạn xem video vui vẻ và hạnh phúc bên những người thân yêu. Hẹn lại anh chị em ở những clip tiếp theo.